Điệp mới kéo cái vỏ xuống cả nhà ơi. Rồi Điệp gửi lời chào cả nhà nha, chúc cả nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe nha. Hôm nay Điệp lên trên Phong Điền coi các anh em ở huyện Phong Điền á, tay đua cũng nổi tiếng các tỉnh nha, coi tay đua của anh em nào đạt giải ha. Mà Điệp chỉ quay sơ lược thi thôi nha cả nha. Giờ mà cả nhà Điệp mới kéo ở đây, Điệp hạ cái xuồng cano này xuống rồi lên đường thôi. Tại chỗ đó là chỗ xuất phát đó cả nhà, hai vỏ đầu cặp hai bên đó có chiếc phà chiến giữa. Mấy cái chạy bò vậy luôn. Tại chỗ này là chỗ anh em xuất phát đó cả nhà, xuất phát là bay theo dài con đường này. Liền gác máy 42 ngựa với 27 ngựa này đi ra làm luôn chi ơi. Tình anh em chúng ta đến với nhau chỉ vì một cây mía trái, một cây khóm gói mì tôm, chỉ là vui nha anh em. Thì anh em đoàn kết hạnh phúc rồi đó. Sáng ngày là chỉ đến với nhau một cây rượu, một cây mía, một mì, một trái khóm, trái cống nữa. Ừ,
trời luôn anh em ơi. Chị kỹ được bao nhiêu? Nãy thấy cái chiếc ở trong này nó thắng mà rốt cuộc cái chiếc ở trong này nó thua ta. Chiếc này nãy chạy bơ bên ngoài nè. Chiếc này là nó ăn nè. Còn cái chiếc này thì nãy thấy ở trong này thắng đó. Thắng nha nha, nhưng mà cũng thua. Của mấy anh em ngồi ở bên đó cũng dữ lắm đó, mà phải giờ đậu tấp đi vô lề luôn. Hai cái máy cọp nè, trong thắng rồi cả nhà. Nãy giờ ở trong thắng nhiều quá. Trời. Gõ người không? Hãy giúp bự cái đó mà gõ cái đó đó. Đang nằm đâu rồi giúp dưới hả? Đang đâu rồi? Trong này, trong này, trong này. Chục 45 phút anh mà tới 3-4 cục viên đắng. Điệp buồn quá cô chú anh chị ơi, với anh em ơi. Điệp điều khiển cái lay cam á, Điệp nhận cái nút mà bật qua cái nút chị S để cho nó bay nhanh, để mà cho quay cho nó kịp với mấy anh mà ảnh đua giỏ đó, anh chạy đó. Nhưng mà bật qua cái nút đó rồi á, thì Điệp quên đi, nó mất tiêu cái cảm biến đi. Nó trúng vô cái giặt cản là nó không hú, thường thường là tới cái giặt cản là nó hú rồi. Rồi nó trúng vô đó rồi nó gớt luôn anh em, gớt tiêu, mất tiêu cái phi lay cam của Điệp luôn rồi. Đó. Vợ chồng kiếm 2 tiếng mấy gần 3 tiếng đồng hồ mà không gặp, giờ Điệp về tới nhà kéo vỏ lên rồi. Ngày mai nhờ em trai đến kiếm hộ coi gặp không nhờ ơi. Công nhận xui đủ chuyện dân trời. Chứ phần này Điệp sơ ý quá. Thôi để ngày mai Điệp kiếm tiếp nghe cả nha. Mong gần gặp đi. À, giờ vợ chồng với nhờ thằng em trai nè, Út Đực TV nè, em trai nè, nó nhờ lên nó kiếm tiếp máy bay nè anh em ơi. Vợ chồng ngày hôm qua kiếm 3-4 tiếng đồng hồ luôn mà không gặp. Mà bây giờ thì mới tài cái vỏ xuống, giờ lên đánh kiếm anh em ơi. Nam mô Di Đà Phật, giá cho trời đất. Chạy cái vỏ mà tới buộc sợi dây luôn, sợ bay là biết. Vậy? Để buộc sợi dây ngăn không hết rồi kìa. Làm gì thấy ghê vậy hả? À, thằng em trai này. Hiểm lắm anh em ơi, cái máy này nó giọt lắm anh em ơi, nó bay mình mất tiêu á. Rồi thôi giờ lên đường anh em ơi. Đang đi cả nhà ơi, đang đi kiếm máy bay mà gặp anh ba, anh chạy ngang nè, hỏi anh ba anh thăm đi, ảnh đi thăm lờ cá nha. Ôi có không mới vậy. Quay. Trời Hiếm. Cái lóc không à? Ừ, cái lóc bự không mà cái lóc không à? Không có cái chơi nữa, lóc không à? Vậy đó hả? Trời ơi. Dính cái lóc không à, ok. Lóc không à? Tự nhỏ vậy dính cái lóc rồi được. Đã ta. Ừ. Ngon lắm nha anh em.
vậy? Như vậy mà con quay hả? Có lỗi chút xíu như vậy mà con quay hả? Có lỗi rồi. Tại bây hai con ba lớn hả? Dạ. Đó kìa, đó kìa. Đó kìa. Đó. Xiết, xiết, xiết chặt lại anh ba ơi. Nhận cái vỏ lên đó. Trời ơi. Vậy đó hả? Lóc hào anh em. Ba anh mới đi về. Anh ba mai mốt kem đi theo em quay anh thăm lờ cá nha. Hả? Được không? Được. Anh em không mà trời ơi. Rồi rồi còn hàng Út, hàng Út đợt này sao rồi mai mốt cho anh đi theo quay không? Không cho anh em ơi. Vậy đó hả? Bây giờ anh em ai cũng sợ Điệp đi theo quay đi theo quay nó trơn cả nhà. Hết à. Cái mình đề ảnh hết rồi gì anh không đề. Rồi thôi giờ giờ em trai đi kiếm máy thôi. À, thì hôm qua là điểm đua giỏ đó cả nhà. Ngày hôm qua điểm đua giỏ là kết thúc chặng đua đó, là ai thắng ai thua là ngay căn chỗ này. Thì Điệp bay tới đây nè, là nó rớt. Đây, giỏ với máy của Điệp vợ chồng cũng mới lên. Mà Điệp mới có buộc giỏ lại nữa nha. Điệp sợ cái giỏ đụng vô bờ kè đó. Thì mới vừa đi lên tới đây nè. Đó. Đây, thì ngày hôm qua đầu Điệp mấy bay mấy đảo vòng lại. Thì nó vướng một là đọt nhãn này, hay là cái đọt của cái cây sung nó rớt xuống đây. Mà Điệp ngày hôm qua Điệp kiếm quá trời kiếm luôn ở chỗ này nè mà không gặp ca nha. Hôm nay thì Điệp mới vừa đi lên này nha mà em trai nó kiếm gặp rồi. Đó. Bác trai bác gái ra đây chị. Thì Điệp cũng có hỏi nha, có hỏi bác trai bác gái cho Điệp lên Điệp kiếm, mà Điệp kiếm con kiếm ngày hôm qua mấy tiếng đồng hồ đi luôn á. Hôm qua chắc chiều cho con lội rớt kiếm giùm nữa. À vậy là bác trai có lội ra kiếm giùm cho con nó nữa đó hả? Tại vì mấy ông bị tôi hòn như chỗ cây sung á, tôi lại cái chỗ cây sung tôi dòm kiếm đất luôn. Chạy tới đây quay lại không mà nó tới đây nó dừng là nó chạy đâu bay đi đâu xa. Tại vì biết không là tôi nghĩ cái điểm bệnh tại tới đây quay nè là thường thường tôi lao tôi hòn như là nó làm công viên này nè. Dưới cái dạng dưới cây sa kê đằng kia không chứ ngoài ra rồi nó không có lọt qua bên kia, tại vì vỏ mình tới đây đâu có khi nào mà mình ra cam đi vòng bên kia. Dạ dạ. Tôi nói vỏ lại con cũng cảm ơn chú nghe. Có gì đâu, cảm ơn chú nhiều lắm. Hôm qua đi kiếm giùm con cũng nè, cảm ơn chú với thím là một phần, vậy là thằng em trai này nè. hai để con với vợ chồng kiếm qua mấy tiếng đồng hồ luôn mà không gặp, mà nó mới vừa đi lên là chưa được một phút nữa. Vừa đi vô em đi theo sau lưng đó nha. Ông bảo mà phù hộ cho con thấy được cái livestream, con mua bịch bánh với mấy chai nước. Chưa nói hết nữa. Chưa nói hết hả? Ông này khòm xuống lụm cái cục đưa lên liền. Thôi. Em trai nha. Tôi nói trời mưa này thôi tiêu mẹ còn đâu nó chạy. Dạ mưa ngày hôm qua lớn mà. Mưa lớn lắm. Cũng như đây có cây tối rồi mới che. Cũng đỡ. Nè. Đâu lặt ở kia. Nè cả nhà. À, gác kính ở đây nó đỡ lâu lắm đấy. Nước đâm này nọ là nó quậy hôm qua giờ mất mẹ rồi. Đúng rồi, là quằn là kiếm rồi. Tại lúc chú đi kiếm này nó hỏi là chú về đầu nó đi săn rồi coi. Dạ. Nghe nha, ướt còn chị là cô giáo. Dạ, yeah, còn ướt nhẹp nước này nghe nha. Dạ Điệp mới lau mà còn nè. Tại vì thường thường á là Điệp bay á là nó có cảm biến thì Điệp cũng nó gắt là gắt nhiều rồi nè, nó có là một con hai con mắt cảm biến này ha, đằng trước này hai con mắt cảm biến nữa, là bốn con mắt cảm biến ở dưới lường này có hai con mắt cảm biến nữa là sáu con mắt cảm biến. Nhưng mà nó bay á là cái cách 3m, 5m là nó có cái giặc cản là nó đứng lại, mình điều khiển nó bay đụng luôn mà nó cũng không đụng nữa nha. Nhưng mà tại cầm á nè, mà tại vì ngày hôm qua đó cả nhà, ngày hôm qua bắt đầu Điệp điều khiển á là cái này nè, thì anh cái này là Điệp cũng mới biết nha. Thì nghe chủ shop nó nói chứ ngoài ra đây nó có cái này nè cả nhà, nè nó nằm nút ở bên đây và cái nút kế đó bật qua một cái nữa là nằm giữa, là nó trúng cái vật cản là nó hú không bay đến được nữa. Nhưng mà mình muốn cái tốc độ cho nó nhanh hơn, đi hơn nữa, bật qua đây luôn.
là cái cảm biến nó bị mất nha, là không còn cảm biến nữa, là chuyện qua là đuôi vỏ chạy tốc độ cũng hơi nhanh, nên vì vậy mà Điệp phải bật qua đây để Điệp bay cho nó lẹ đó, để bay cho nó lẹ để mà cho nó kịp mấy cái chiếc vỏ của các anh em đua đó. Thì Điệp bay bật qua đây là cái cảm biến này nè, nó mất tiêu nha, là nói chung là mình bay chúng cái vật cản là nó đụng luôn, chứ nó không có thể nào mà nó ngưng lại. Phải không? Phải không gái? Phải không? Hả? À? Sao rồi? Phải không? Phải lắm hả? Phải hả? Phải hả? À, thuốc chị. Mừng quá cả nhà ơi. Nói chung là kiếm được. Thì anh em nào mới biết chơi á thì Điệp cũng có bị thất bại rồi nha, nên Điệp chỉ là nói như vậy để cho anh em có kinh nghiệm để chơi, chứ Điệp thì cũng mới biết chơi à. Là lý do anh em bật á, thường thường nó nằm vị trí này, nằm vị trí này thì còn cảm biến nha, vị trí thứ hai là còn nha, vị trí thứ ba là hết nha, tốc độ của nó nhanh là không còn cảm biến, nó đụng luôn nha. Đó, ngày hôm qua giờ đi kiếm quá trời luôn cả nhà ơi, nè. Nó trúng vô cây nè, nó dính nè, quá mừng luôn, xình bùng không nữa nha. Mưa ngày hôm qua để Điệp gắn vô Điệp điều khiển cái coi nha, thử coi nó còn gãy cái cánh luôn rồi nè. Nhưng mà Điệp cũng có cánh quạt để thay nha. Bẻ cái này luôn đây nha, gãy luôn rồi nha, để thử vô coi nó còn khởi động không nha. Nó mới đây hoạt động được rồi anh em ơi, mừng quá, còn sử dụng được mà không biết nó còn bay được hay không mới là quan trọng nha. Đó. Để Đẹp thử cái nha, cho nó nóng máy rồi nó bị mắc mưa hồi nãy giờ. Đó nghe nha. Điệp đang điều khiển nha. Thử coi nó có chắc cánh được đi nó đi không đó nha. Ở trong nhà. Mát không? Quá im nha. Thôi vậy là mừng rồi, nó gọi lại nhà ơi. Im quá. Ngày hôm qua trời mưa cả nhà, quá trời luôn mà công nhận cái máy live cam của Điệp nó cũng còn hên cả nhà ơi. Đó, Điệp hứng hai thao nước mưa luôn nè, mưa lớn lắm. Đấy. Thì Điệp cũng kia kiếm gặp, Điệp cũng có mua bánh trái cúng ở đất đai Trạch một mã ở đó cả nhà. Ở đó cũng có màu mã, Điệp kiếm gặp em trai kiếm gặp mừng hết lớn. Điệp kiếm chỗ đó nát hết trơn mà sao mà không gặp em trai á. Của Điệp đi lại đó kiếm gặp. Thì chuyện qua Điệp mắc rồi đó, nên Điệp không có quay cái cảnh mà trao giải được nha. Thì đạt giải nhất á, thì Di cờ Mau đạt giải nhất, còn mà giải nhì á, thì Tinh Thái ở Chầm Bi, huyện Phong Điền cũng Cần Thơ đó. Giờ Điệp không có quay cảnh trao giải với được thì cả nhà cũng thông cảm. Thì Điệp cũng về tới nhà rồi, thì kiếm gặp được cái máy rồi, gặp sự cố nha, mà cũng hên. Thì Điệp cũng quay những đoạn video ngắn đó để gửi đến cho cả nhà xem. Điệp chúc cho quý ông bà cô dì chú bác anh chị em ha, trên khắp mọi miền tổ quốc có một buổi tối của xem clip của Điệp luôn giả hạnh phúc yêu thương nhau trong cuộc sống. Cũng hên cả nhà ơi, nói chung là không ấy nè, mưa cả nhà, mà cái xuồng BK mà nước cái này nè, mà cái máy nó cũng không có ướt gì, nó gì mấy. Ở bên kia một ghe nước kìa, cái ghe ở bên kia cả nhà nè, cả nhà thấy không, nước mà muốn nửa ghe nước bên đó luôn gì đó. Rồi giờ Điệp cũng kiếm gặp rồi, thôi Điệp bye bye cả nhà nha, Điệp hẹn những clip tiếp theo nha, cả nhà nhớ ủng hộ Điệp nha. Đó. Thì Điệp cũng có quay cảnh mà Điệp thử máy với anh em, thì anh em đua xong rồi Điệp mới có đi thử máy nha. Đó, Điệp đăng cái clip mà thử máy trước rồi lên rồi. Bây giờ Điệp kiếm gặp cái live cam rồi, giờ Điệp quay cái cảnh mà máy chỉ được dài màn thôi, dài màn anh em đua thôi. Và Điệp thông báo là cũng có nhiều anh em YouTube đăng lên trước rồi á. Rồi giờ thì Điệp xin khép lại video nha. Hẹn các bạn clip tiếp theo. Cả nhà nhớ để dưới video bên trái cho Điệp xin một like nha. Còn mỗi chi tiết gì đó cả nhà xin bình luận dưới video.
với cả nhà có những nhu cầu gì đó ủng hộ mặt hàng bên Điệp, chấm lương, mở chăn, mặt ong thì xin liên hệ trên góc phải. Có số điện thoại của Điệp là 0908 765 334. Điệp đang quay về đây là cái sông này là sông Kinh Sáng Sà Non nha. Điệp ở gần ngã ba Dàm Sáng nha, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Rồi giờ Điệp xin khép lại video.